Bản tin điện tử của Nhân dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã và các báo Trung Quốc đã đưa tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tiêu đề Vị tướng lãnh đạo cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam qua đời. Tân Hoa Xã đã dành những lời lẽ tốt đẹp nhất ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị anh hùng, là một huyền thoại ở Việt Nam, là một trong những người sáng lập quân đội nhân dân Việt Nam, đánh bại hai cường quốc quân sự trên thế giới. Truyền thông Trung Quốc gọi tướng Giáp là một người bạn của Trung Quốc. Với dòng tiêu đề Vị tướng huyền thoại của Việt Nam, Võ Nguyên Giáp đã từ trần, hãng truyền thông ABC News tại Australia đưa tin, vị tướng Việt Nam từng là quân sư cho những chiến thắng chống Pháp và Mỹ, vừa qua đời ở tuổi 103. Hãng tin này cũng đã đưa ra nhận định rằng, việc tướng Giáp đánh bại quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954 đã chấm dứt chế độ thuộc địa trong khu vực. Ông Kat Thayer, một học giả có tiếng tại Australia, đã bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của một vị tướng lỗi lạc của đất nước Việt Nam khi ông đã thốt lên rằng, đối với Việt Nam, ông Giáp là một nhân vật huyền thoại và anh hùng. Nguồn tin từ kênh truyền hình tin tức châu Á Channel News Asia trích hình ảnh từ hãng tin Reuters nhận định tướng Giáp được người dân Việt Nam và các nước trên thế giới dành cái sự tôn kính và ngưỡng mộ, không chỉ bởi vì đó là một vị tướng tài ba lỗi lạc, mà còn bởi phong cách sống, những tình cảm đời thường dung dị trong đối nhân xử thế với bè bạn, gia đình và thuộc cấp của ông. Những hình ảnh gia đình đẹp, hiếm thấy của tướng Giáp cùng với các thành viên trong gia đình ông cũng đã được đăng tải, khiến mỗi người dân Việt Nam không khỏi ngỡ ngàng về cuộc sống bình dị của vị tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những hình ảnh đẹp về lần đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay tại nhà riêng trong chuyến thăm Việt Nam năm 2003 của cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro cũng đã được hãng tin Channel News Asia đăng tải trong bản tin ngày hôm nay. Đáng chú ý là hình ảnh cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez trong một lần đến thăm tướng Giáp tại nhà riêng hồi năm 2006 đã tặng cho tướng Giáp một thanh kiếm giống với thanh kiếm mà người anh hùng Simon Bolivar đã từng đeo làm quà tặng kỷ niệm. Một số hãng tin khác tại châu Á đã trích dẫn nguồn tin từ các hãng thông tấn phương Tây cho biết trên trang mạng xã hội Twitter, nguyên ứng viên Tổng thống Mỹ, Thượng nghị sĩ John McCain viết Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba, người từng nói với tôi rằng chúng ta là những kẻ thù danh dự, người đã đánh đuổi Pháp ra khỏi Việt Nam, giải phóng nước này khỏi chế độ thực dân và sau đó tiếp tục khiến Mỹ phải kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, đã qua đời.